cháu sợ quá hả? Sếp kia, mày đi đâu? Tôi đi tìm ngã lâu mà nước sữa má để uống. Sếp thân trả lời cho sáng nay hả? Chứ chắc mày có gì? Sếp tôi có bóng, khi nào mày có gì? Trên đầu cô có sừng. Sếp sáng trả lời. Tôi sẽ cắt thôi. Đi tìm mày thế nào? Đi chẳng hả? Tim tôi đang run thở. Thở chưa cường vang. Rồi vù vào nút luôn mấy dây trắng vào bụng. Dù dễ đem đi tới để tìm mua dương liệt thì là nó lại uống nước sữa mát. Cháu sáng bế dê đem đi con hỏi. Dê kia là đi đâu? Tôi đi tìm lá nào lại uống nước sữa mát để uống. Ta đi tìm để nào hay đi chịu đây. Cháu sáng hỏi. Dưới chân này có gì? Trên chân tôi có móng. Trên đầu mày có gì? Mày nhìn nè. Thế trên mày có... Trên đầu mày có gì? Trên đầu ta có đôi sừng ngọn và kim cương. Thôi sáng đi hả? Thế trên mày có gì? Trên chân tôi có móng. Trên đầu mày có gì? Trên đầu tôi có sừng ngọn và kim cương. Thôi sáng. Nên bảo hỏi tiếp. Thế tim mai thế nào? Thế đây bà. Hãy cắn đôi sừng ngọn và kim cương của cha bùng bùng này. Rồi sắn há một ngồm. Thế sẽ sắn chui từ trong miệng đó sói ra. Mình nhìn này. Rồi sắn chạy thẳng với mình sau không ngoan. Rồi quay giữ lại ngờ còn dây đen. Tiếp tục đi tìm ngã lông dây đẹp.